Con xin phép được cầu nguyện, con mời cả nhà cùng cúi đầu để cùng hiệp ý cầu nguyện ạ. Chúng con xin kính cẩn lạy Cha, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời của tiên tri và thành đạt. Cha ơi, chúng con cảm tạ và biết ơn Ngài vì ngày hôm nay Cha cũng ban cho chúng con hơi thở sự sống này và cho chúng con một ngày mới ở tại Việt Nam cũng như là ở Hoa Kỳ được đầy ơn của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng chăm dình chúng con trên đường đi như mỗi lúc chúng con đứng hay mỗi lúc chúng con ngồi. Và tiếp theo đây chúng con có bài học về Sáng Thế Ký chương 43. Xin Ngài ở cùng anh chị em chúng con và thông qua môi miệng của cô Hạnh để chúng con thấu hiểu hơn lời của Cha và hiểu hơn ý định của Ngài. Xin mỗi lời của cô Hạnh cho chúng con thêm thấm nhận vào trong tâm tư tưởng của chúng con, thấm nhuần vào trong trái tim của chúng con để chúng con không chỉ đọc mà chúng con hiểu, áp dụng vào cuộc sống của chúng con. Xin Cha ở cùng chúng con và cũng ở trên hội thánh Seattle ngày hôm nay được thờ phượng Cha và bảo vệ các anh chị em đang ở trong nhà thờ cũng như các anh chị em đang chuẩn bị đến nhà thờ được bình an và trong sự hoan phòng của Cha. Mọi vinh quang cảm tạ xin dâng hết lên mình Cha bởi danh của Chúa Giêsu ở đấng cứu thế. Amen. Amen. Cảm ơn Phương Thảo dâng lời cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Dù ở đâu, dù làm gì, chúng ta cũng tin rằng Chúa luôn luôn ở cùng với tất cả chúng ta, phải không? Và thành ra với cái tinh thần đó, mình mời tất cả chúng ta cùng bước vào Sáng Thế Ký chương 43 nha. Và xin các anh chị em mình sẵn sàng để mà chúng ta có gì chúng ta đọc Kinh Thánh lớn lên để cho mọi người cùng dễ theo dõi nha. Rồi mình xin được share cái Sáng Thế Ký chương 43. Rồi. Sáng Thế Ký chương 42 nói về cái gì các bạn nhớ không? Có ai nhớ không? Chúng ta nhớ đó là Sáng Thế Ký chương 42 là bắt đầu cái cuộc gặp mặt lịch sử giữa các anh và Joseph, phải không? Khi mà các anh đi xuống dưới Ai Cập để mà kiếm đồ ăn. Rồi Joseph gửi tất cả mọi người trở về quê của mình với cái lời nhận là kỳ sau mà đến nữa đó thì phải đem người em út của gia đình, phải không? Là Benjamin, để đi, để dĩ nhiên là các những người anh không hiểu tại sao mà cái ông quan Ai Cập này lại như là yêu cầu cái điều gì kỳ lạ vậy, đâu có liên hệ gì tới ổng đâu mà tại sao ổng lại bắt cái người em của mình phải ra trình diện ổng. Nhưng mà khi mà Jacob nghe cái tin này thì Jacob dứt khoát là không, Benjamin sẽ không đi đâu hết, phải không? Tại vì Jacob rất là sợ cái thảm kịch nữa lại xảy ra trong cho cái cuộc đời của Jacob, là mất đi thêm một người con, mà đây là cái người con thứ hai với lại bà Rebecca là người vợ mà Jacob yêu quý nhất. Thì bây giờ chúng ta cùng bước qua để coi tiếp, coi là cái ý định của Jacob giữ Benjamin lại có được là thành hay là không, hay là có chuyện gì xảy ra nha. Rồi, bây giờ mình xin nhờ một bạn đọc giùm mình cái phần từ câu 1 tới câu 7 để cho tất cả lớp chúng ta còn nghe được nha.
Để con đọc ạ, con sẽ bắt Dạ. đầu đọc. Cuộc hành trình thứ hai đến Ai Cập, nạn đói vẫn còn trầm trọng. Khi đã ăn hết lúa từ Ai Cập đem về, cha là họ lại bảo, các con hãy trở xuống và mua một ít lương thực cho chúng ta. Nhưng Judah cùng với cha, người ấy đã nghiêm cấm chúng con, nếu em các ngươi không đi theo các ngươi, thì các ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp mặt ta nữa. Nếu cha cho em cùng đi với chúng con sẽ xuống mua lương thực cho cha và gia đình. Nhưng nếu cha không cho em đi cùng chúng con sẽ không xuống đó đâu, vì ông đó đã bảo chúng con, nếu em các ngươi không xuống đây với các ngươi thì các ngươi sẽ không bao giờ thấy mặt ta nữa. Israel hỏi, tại sao các con khai còn một em nữa mà gây rối cho cha? Họ đáp, ông ấy cha hỏi chúng con thật kỹ về chúng con. Còn một em nữa, còn chúng con và gia đình ta, cha các ngươi còn sống không? Các ngươi còn anh em nào nữa không? Chúng con chỉ trả lời câu hỏi của ông ấy. Chúng con đâu biết, ông ấy lại bảo, hãy đem em xuống đây. Con xin hết ạ. Rồi, cô cảm ơn Phương Thảo. Nạn đói vẫn còn trầm trọng. Theo những cái bài trước thì chúng ta biết cái nạn đói này kéo dài đến bao nhiêu lâu, các anh chị em mình? 7 năm phải không? Cô nghe Thu Thu Hoài và nói, cô đọc clip là yes, nạn có thể đó là Gia Cốt nghĩ là nạn đói chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi, rồi là sau cái nạn, sau khi mà những người anh em đó về đem lúa về thì là coi như là sẽ qua được cái cơn đói đó. Nhưng không, chúng ta thấy mà khi mà mình suy nghĩ đó các anh chị em, chúng ta thấy là thí dụ COVID chẳng hạn, là mới có 2 năm thôi mà nó đã làm chúng ta điêu đứng đến chừng nào, đúng không? Bây giờ một cái điều gì chúng ta tưởng tượng coi, bây giờ COVID nó kéo dài 7 năm thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ ảnh hưởng đến cái tinh thần và cả cái sức lực, cả cái sự mà giống như là cái sự chịu đựng của chúng ta đến như thế nào, phải không? Thành ra bây giờ mình chắc chắn rằng Jacob và mọi người đều cầu xin Chúa ơi cho hết nạn đói đi, Chúa ơi cho mọi thứ được trở lại giống như là chúng ta đã cầu nguyện khi là Chúa sẽ cho chấm dứt COVID, phải không ạ? Nhưng không, cái điều này không xảy ra các anh chị em. Thành ra ở đây, ngay ở đây chúng ta cũng phải thấy đó là có những việc nó chỉ xảy ra theo cái dự định và theo cái thời điểm của Chúa, chứ không nhất thiết là theo cái ý của chúng ta muốn cho nó dừng lúc nào là nó sẽ dừng. Và khi mà gọi là nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái điều đó đều là có ích cho chúng ta. Tuy nhiên trong lúc những cái chuyện đó xảy ra thì chúng ta chỉ thấy là gì, gọi là gì Cúc? Bi đát. Bi đát, đúng rồi, cảm ơn Cúc dùng cái chữ rất là hay. Nhiều khi mình quên đi với cái từ đó, bi đát, quá khổ, quá, nghĩa là gọi là sao mà làm sao mà sức của con người chịu đựng được, phải không? Tuy nhiên Chúa vẫn cho là sức của chúng ta có thể chịu đựng được nha. Dù là COVID ngay bây giờ chúng ta nghĩ là sau 2-3 năm là hết, phải không? Nhưng thì ra cũng chưa hết các bạn, phải không? Chúng ta thấy là dạ, chào các cô các chú mới tới tham dự. Dạ, đó, thành ra nha, chúng ta để ý cái chuyện đó nha. Và chuyện gia, dạ, chào cô Tuyết, mời cô ngồi chơi, ngồi. Dạ, dạ, tụi em đang có cái bài học. Dạ vâng, nhưng mà cái bài học này cũng hay lắm cô Tuyết. Dạ, rất là hay. Nó liên quan đến những cái quan hệ trong gia đình,
những cái rắc rối, rồi cái sự giải quyết của Đức Chúa Trời đã giúp cho mọi sự như thế nào nha. Dạ, mời cảm ơn cô. Dạ, không biết Cúc có lấy cái quyển Kinh Thánh rồi không Cúc, để cho mấy người mà mấy cô chú có gì đọc. Dạ, 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 nha. Ok rồi. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta chuẩn bị ở đây đang nói về có một cái nạn đói ở Ai Cập, thì là cái nạn đói đó là nó kéo dài tới 7 năm. Thành ra bây giờ mình cứ so sánh đó, là thí dụ bây giờ mình thấy Covid chẳng hạn, nó mới có 2 năm thôi mà mình đã thấy mọi người khổ sở đến thế nào, tình trạng nó bi đát rồi, nó ảnh hưởng đến tinh thần của mình như thế nào. Nhưng mà nếu mà có những cái gọi là có những cái chuyện mà nó ảnh hưởng đến cái sự sống của con người đó, là luôn luôn nó đem lại những cái gọi là những cái áp lực rất là lớn, phải mà đang tiếp cái chuyện đó nha. Dạ, cứ nghe một hồi là cô sẽ thấy. Dạ, dạ. Rồi, thành ra bây giờ lúa thì hết rồi, thì là Jacob mới nói là bây giờ phải trở xuống và mua thêm lương thực thôi. Nhưng mà Judah thì nói rằng là cái người dưới đó, họ nói là phải đưa cái người em xuống, nếu mà không có người em thì là họ sẽ không có buôn bán gì với chúng ta, tại vì không gặp là gì, tức là không được gặp đó là gì, tức là họ không có chấp nhận mình, phải không, tức là sẽ không có mua được lúa đâu. Ở đây chúng ta ôm một chút về Judah. Thật ra đó là đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy là Judah có được một cái ý kiến mà thấy là tốt, tại vì hồi trước đó Judah chính là cái người mà sao là dạ không, cái này là Judah thời của ông Jacob đó cô, là dạ, nhưng mà Judah này là Judah bán Joseph. Dạ, Judah này là cái người mà đầu tiên mà nói là đem bán nó đi, phải không, và ngồi ăn uống trong khi em mình bị bán đi. Nhưng mà đây, và Judah này cũng là cái người mà sao chúng ta đã học từ trước là có những cái liên hệ không chính đáng với lại người em, người con dâu đã coi như là dù là hóa chồng của mình. Câu số 6 chúng ta thấy vui, cái này cũng là cái tâm lý nè. Thì khi mà phải đối diện với cái sự kiện là phải đưa Benjamin ra, thì Jacob tức là Israel, phải không, chúng ta biết là Jacob được đổi tên Israel, thì nói là ủa sao cho các con nói là nhà mình lại có thêm một đứa em nữa để làm chi vậy. Ở đây đó có phải là Jacob là có cái ý định muốn giấu không, phải không, là không nói thật ha. Sao việc gì mà phải khai ra tùm lum như vậy, nếu mà không nói là có Benjamin thì đâu có rắc rối đó, thấy không. Chúng ta thấy thành ra chúng ta cũng để ý cái đó là một cái cách trong cái đời sống của mình cũng vậy, khi mà có cái chuyện gì mà nó có thể là liên hệ đến cái sự an toàn hay là những cái điều gì mà có lợi cho mình đó, thì nhiều khi chúng ta muốn giấu những chuyện khác. Sao nói ra chi vậy, tại sao, hay làm giống như mấy đứa nhỏ đi, tại sao con nói là nhà có cái này cái kia chi để cho người ngoài biết, phải không ạ. Dạ, thành ra cái này cũng là một cái tâm lý của con người khi mà Jacob hỏi như vậy. Nhưng mà các mọi người này nói là không, cái điều này là cái ông quan đó, ông đã nói rồi, nếu mà không có em thì là ông sẽ không bán lúa cho chúng ta đâu ha. Và giờ chúng ta thấy là khi mà những người anh em của Joseph trả lời là trong nhà có bao nhiêu người như thế nào, thì họ đâu có biết là Joseph sẽ đòi cái điều gì kế theo đó. Thành ra ủa, tụi con đâu có biết là tụi con nói vậy thì ông quan này sẽ nói là phải đưa em xuống, đúng không nha. Rồi bây giờ cô
Cô nhờ Thu Hoài con đọc tiếp cái đoạn 2 này nha Thu Hoài nha. Dạ. Giuđa thưa cùng Israel cha mình, xin cha cho cậu em đi với con thì chúng con sẽ ra đi tức khắc. Ngõ hầu chúng ta, tức là cha và con cái chúng con đều được sống và khỏi chết. Chính con xin bảo đảm an toàn cho em, bản thân con xin chịu trách nhiệm về em trước mặt cha. Nếu con không đem em nó về cho cha và đặt nó tại đây trước mặt cha, thì con xin hứng chịu sự của trách của cha suốt đời. Thật ra, nếu chúng ta không lần nữa, thì đã đi và về được hai chuyến rồi. Lúc ấy Israel, cha họ mới bảo, nếu việc chẳng đặng đừng, thì các con hãy làm điều này, hãy mang theo trong bao các phẩm vật cho người ấy, một ít nhũ hương và mật ong, hương liệu và nhựa thơm, hạt dẻ và hạnh nhân. Cũng hãy đem theo số bạc gấp đôi số trước, vì các con phải trả lại bạc người ta để trong miệng bao của các con. Có lẽ đó là sự lầm lẫn, hãy dẫn em các con theo và trở xuống gặp người ấy ngay. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng cho các con được ơn thương xót trước mặt người ấy để tha đứa con kia và cho Benjamin về với các con. Còn phần cha, nếu phải mất đi đứa con thì đành phận vậy. Rồi, cô cảm ơn Thu Hoài. Thì chúng ta thấy là đây là tới, coi như cứ nói qua nói lại thì cũng phải tới một cái lúc mà phải có cái sự quyết định, phải không? Chứ không có thể nào mà cứ lần lửa cái vấn đề gì hoài. Thì cái đó cũng là một cái ở trong cái đời sống của chúng ta đó. Theo như ở đây Giuđa nói đó, chúng ta thấy không? Là nếu mà không lần lửa thì đã đi, đã về được vài lần rồi. Và chắc chắn chúng ta thấy rằng là Gia-cốp cũng như mọi người đều cứ nghĩ là ô thôi cầu xin Chúa cho cái nạn đói này mau qua đi, nạn dịch này mau hết đi, mọi thứ trở lại bình thường thì mọi người sẽ được yên ổn. Nhưng mà họ không biết được Chúa có một cái chương trình lớn hơn cho mọi người. Và cái chương trình của Chúa luôn luôn sẽ là tốt đẹp hơn những cái gì chúng ta suy nghĩ. Thành ra là chúng ta thấy đó, thì sau khi mà Giuđa với là gọi là bảo đảm là con sẽ chịu trách nhiệm, con sẽ đưa em về rồi này kia, thì là tới câu 11 thì là Gia-cốp phải làm cái quyết định. Rồi bây giờ không có làm được cái gì khác nữa thì các con hãy đi đi. Nhưng mà nhớ phải làm theo điều này nè, là đem theo là nhũ hương nè, mật ong nè, hương liệu, rồi nhựa thơm, rồi hạt dẻ và hạnh nhân. Thì khi mà chúng ta đọc cái này á, chúng ta nhìn thấy được cái hình ảnh của Gia-cốp. Khi mà cái này có thể là một cái tính cách của Gia-cốp chăng? Chúng ta nhớ khi mà Gia-cốp sửa soạn phải đối diện với Ê-sau là anh mình đó, là gì? Là Gia-cốp cũng gọi là sửa soạn, nghĩa là những cái vật liệu tốt nhất, đẹp nhất, đầy dẫy nhất, giống như nghĩ là cái quà này rất là to thì là cái người anh em của mình sẽ dễ bỏ qua những cái chuyện xấu mình đã làm. Chúng ta thấy cái đó cũng là một cái tính cách trong cái suy nghĩ của Gia-cốp. Cái thứ hai nữa đó, chúng ta thấy ở đây nè, là dù cái đất này đó, lúc đó đó là đói, là gì? Đói về lúa mì, tại vì ở bên đó là lúa mì thì cần phải có để mà chỉ có cả hai cái mà thường là Chúa hứa là gì, là lúa là sẽ đầy trong vừa, rồi dầu sẽ không có có bị hao mòn, là hai, vì hai cái đó là những cái mà cần để làm bánh. Tại vì bên xứ đó là làm bánh đó, cũng giống như bên mình thì là phải có gạo. Nhưng mà bên mấy cái xứ đó thì là để làm bánh. Thành ra nó có những cái đó thì thiếu, nhưng những cái mà để ở đây nè thì lại rất là dễ, đầy dẫy, phải không? Đâu có thiếu. Thành ra cái đó cũng là một cái những cái suy gẫm cho tất cả chúng ta nữa, là đôi khi chúng ta biết những cái thực phẩm cho mình đó không phải chỉ là có những cái không thay thế được, mà nó là cái căn bản, nó phải là căn bản rồi mới mấy cái khác mới thêm vô. Cũng giống như chúng ta tin rằng
cái chúng ta học lời của Kinh Thánh, lời của Chúa, nó là căn bản, là cái bánh chúng ta cần ăn để mà chúng ta là cái gì mà chúng ta ăn, phải không? Chúng ta là sản phẩm của những gì chúng ta ăn. Nếu chúng ta ăn nhiều đồ có cholesterol thì cholesterol của chúng ta sẽ cao, vậy thôi. Rồi còn nếu mà chúng ta ăn lời của Chúa thì chúng ta sẽ được thay đổi theo cái sự chỉ dẫn của Chúa. Và cái câu 12 nói là chẳng những là đem mấy cái nhũ hương mà đam này vân vân, mà phải đem cái số bạc gấp đôi nữa. Tại vì Gia-cốp cũng nghĩ đến cái chuyện là gì? Cái công bằng đó, là hồi trước thì là đem một số tiền đi để mà mua lúa, nhưng mà cái người quan đó thì lại không có lấy tiền mà lại trả lại trong bao. Thành ra mấy người này nói là chắc là có sự nhầm lẫn gì đây. Thành ra bây giờ là phải đem cái số tiền đó và đem gấp đôi thêm một phần nữa để mà vừa trả cho cái cũ, vừa mua cái mới. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng cái ân điển mà Chúa ban cho mọi người đó thì Chúa không tính tiền. Thành ra chúng ta không có phải mua bán với Chúa đâu, nhưng mà chúng ta đến và chúng ta nhận mà thôi. Thì cái câu 14 đó, Gia-cốp là cầu xin Chúa là ban thương xót tất cả các con trên đường đi và cho Benjamin được trở về. Và cái câu kết luận đó, chúng ta thấy rất là nhiều người trong Kinh Thánh khi mà gọi là hoàn toàn là bó tay, không biết làm gì nữa, thì nói là còn phần cha nếu phải mất đứa con thì đành phận vậy. Chúng ta thấy hoàng hậu Esther phải không? Khi mà phải đi để gặp vua thì bà cũng nói sao? Thì tôi thì bây giờ thì vì dân sự, vì sự sống còn của mọi người thì tôi cũng sẵn sàng làm những cái ra mắt vua, nhưng mà nếu tôi chết thì tôi chết. Ha, chúng ta thấy những cái suy nghĩ của người xưa là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp qua một đoạn nữa nha. Rồi các anh chị em nào mình đọc dù mình cái phần này không? Yeah. Vậy em xin phép đọc nha. Rồi mời Bích Liên em. Yeah. Từ 16 đến 23 đúng không chị? Đúng rồi em. Vâng, em vào cái sách, tại vì trên điện thoại nhìn nó không rõ, rồi dạo này mắt hơi kém. Vậy các anh em đem theo tặng phẩm và số bạc gấp đôi cùng với Benjamin lên đường xuống Ai Cập và yết kiến Joseph. Vừa khi thấy Benjamin xuống với anh em, Joseph bảo quản gia, hãy đưa những người này vào nhà ta, bắt một con vật làm thịt và dọn bữa ăn, vì trưa nay họ sẽ ăn với ta. Quản gia làm theo mọi điều Joseph đã dặn và đưa các anh em vào nhà Joseph. Thấy mình bị đưa vào nhà Joseph, các anh em hoảng sợ, thầm nghĩ, chúng ta bị giải vào đây vì số bạc đã để lại trong bao chúng ta lần thứ nhất. Ông ấy muốn tấn công chúng ta, đàn áp chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ và cướp lừa của chúng ta. Vậy họ đến gần quản gia của Joseph và thưa với ông tại ngoài cửa, thưa Chúa, chúng tôi đã đến đây lần thứ nhất để mua lương thực, nhưng khi đến quán trọ chúng tôi dỡ các bao ra thì đều thấy số bạc để nơi miệng bao mình cân nặng đúng y như cũ. Đây, chúng tôi có mang theo số bạc đó. Chúng tôi cũng mang thêm số bạc để mua lương thực nữa. Không biết ai đã để bạc đó trong bao chúng tôi. Quản gia đáp, mọi việc đều tốt cả. Đừng sợ chi. Đức Chúa Trời của các anh và Đức Chúa Trời của thân phụ các anh đã để bảo vật trong bao các anh. Còn bạc các anh tôi đã nhận đủ.
Rồi quản gia đưa Simeon đến cùng anh em. Amen. Dạ, sự xin hết ạ. Rồi, cảm ơn Bích Liên nha. Đây là các anh chị em ở bên Việt Nam đó. Dạ, mình học qua. Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ. Thành ra bây giờ chúng ta thấy khi mà các anh em đến rồi là Joseph sau bao nhiêu năm các anh chị em? Sau gần 20 năm luôn, phải không? Tại vì chúng ta biết là 13 năm là Joseph đã bị bán ra rồi là qua những cái khó khăn rồi xong rồi trở lại làm vua, làm tể tướng của Ai Cập. Rồi và bao nhiêu năm nạn đói nữa, phải không? Thì chúng ta không biết ở cái đoạn này là năm thứ mấy của nạn đói, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ là chắc cũng phải khoảng 20 năm rồi đó. Joseph mới gặp lại Benjamin. Thì là vừa khi thấy Benjamin thì là Joseph coi cái cách mà ông hành động thì chúng ta biết là ông mừng đến như thế nào. Joseph bảo quản gia làm sao? Hãy đưa những người này vào nhà ta, làm thịt một gia súc và dọn bữa ăn, vì trưa nay họ sẽ ăn với ta. Đâu có ai đi mua lúa mà giờ lại được vô nhà quan, rồi lại được quan đãi coi như là thịt rồi là đồ ăn rồi này kia. Cái nhiều khi đó mình thấy đó các anh chị em, chúng ta để ý đó, cái khái niệm mà chúng ta nói là ngồi cùng bàn đó, cùng ăn một bữa đó, nó rất là quan trọng ở trong Kinh Thánh. Là vì sao? Là vì Chúa muốn ngồi cùng bàn với chúng ta. Vì ngồi cùng bàn là gì? Là nói lên một cái gì? Một cái mối quan hệ, phải không? Những ai mà chịu ngồi cùng bàn với nhau, chia cùng một cái thức ăn với nhau, rồi là chúng ta có những cái điều để chúng ta trao đổi, chúng ta cùng ăn một thức ăn, chúng ta cùng có những cái mà gọi là thảo luận, những cái kết nối với nhau. Thành ra chính Chúa cũng nói là sao? Chúa gõ cửa, và nếu mà chúng ta mở cửa lòng mình thì Chúa sẽ vào và Chúa ngồi ăn cùng với chúng ta một bữa. Và khi mà chúng ta nói về thiên đàng đó, thì chúng ta thấy cái lời hứa của Chúa là sao? Là tất cả các con sẽ ngồi vào bàn tiệc cùng với cha ta và tất cả những cái cách gọi là những cái thiên thần thiên sứ. Vì khi đó là có một cái bữa tiệc ở trên thiên đàng, một cái tiệc cưới của chiên con. Thành ra chúng ta thấy cái khái niệm mà ngồi vào bàn ăn với nhau đó, nó rất là quan trọng ở trong Kinh Thánh. Và nó cũng, mình nghĩ cũng ở trong cái cuộc đời thường cũng vậy. Chúng ta đâu có là khi nào mà người mời người mình không thích tới ăn, phải không ạ? Thì là mình luôn luôn là mời là bạn bè, là thân, là những người trong gia đình, những người chúng ta kính trọng, chúng ta muốn có cái sự liên hệ, thì chúng ta cùng ngồi vào bàn với nhau ha, thành ra. Nhưng mà khi mà Joseph lại đối xử với các anh em, nghĩa là gọi là quá là quá sức tưởng tượng của các anh em, thì các anh em lại sợ chứ không có vui. Chúng ta thấy không? Cái này là cái tâm lý giữa. Nói, ủa sao mà lại có cái người gì kỳ vậy? Giờ mà ông bắt vô đây chắc là để mà ông coi như là bắt luôn rồi là người dạ có không? Dạ có tật giật mình phải không? Đúng rồi. Dạ, trong tiếng Việt Nam mình hay nói là có tật giật mình đó. Các người anh này của Joseph đã làm những cái chuyện rất là biết là chuyện xấu ở trong quá khứ, nên luôn luôn nó canh cánh trong mình, trong lòng những cái điều đó nếu chưa được giải tỏa. Thành ra cái này cũng là một cái những cái tâm lý của chúng ta thôi. Khi mà chúng ta gặp cái chuyện gì đó hay khó khăn, cái chúng ta nghĩ à, tại hồi trước chắc mình làm cái này nè, thành ra bây giờ mình bị cái này nè, phải không? Thường thường là chúng ta hay suy diễn như vậy, nhưng mà thiệt ra cũng không là đúng. Các anh chị em ha, chúng ta để ý trong những cái câu chuyện này, mình thấy rất là chi tiết, nhưng mà cũng để lại những rất là nhiều bài học cho chúng ta. Thành ra khi mà có họ vào nhà rồi,
Thì họ đã đến nói với cái người quản gia của Joseph như là một cái cách phân trần đó. Ông ơi, ông biết cho chúng tôi, tại vì hồi trước là chúng tôi có đem tiền đến, đem bạc đến, nhưng mà về đến nhà thì lại thấy là tất cả vẫn còn đó. Thành ra bây giờ tôi mang gọi là gì, double, mang gấp đôi cái số đó để trả cho chủ của ông, phải không? Thì ông quản gia đáp sao? Không sao, everything is okay, phải không? Nói theo cái kiểu tiếng ăn ở bên giờ mình thấy nó, oh that's fine, không có sao đâu, mọi việc đều tốt cả. Rồi ông này cũng còn cũng gọi là trấn an các anh em nè, là đừng sợ chi. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời của các anh và Đức Chúa Trời của thân phụ các anh đã để bảo vật trong bao các anh. Nhiều khi mình đọc tới đây đó, cái mình suy nghĩ cái người quản gia này biết nguồn gốc của Joseph, biết không các anh chị em? Biết chứ, phải không? Từ một cái người gọi là gì ở trong tù rồi đi, và họ cũng biết ai là Đức Chúa Trời của các anh em này, phải không? Dạ, tại vì họ biết là những người này đi từ Canaan lên Ai Cập để mua lúa đó. Thành ra ông này ông mới nói là cái điều đó không phải là những cái bạc mà để lại ở trong cái bao đó, thì là cái phần của Đức Chúa Trời đã cho các anh, chứ không phải là còn bạc của các anh á, thì là tôi đã nhận đủ. Hay ha, các anh chị em, giống như là một cái cách ông Quang này ông cũng nói một cái cách rất là hay, rất là khéo. Không biết là có phải là Joseph gọi là gì, ảnh hưởng ông, hay là Joseph đã khi mà dặn những người này để lại tiền ở trong cái bao đó, thì đã dặn đó là coi như là mình đã nhận đủ rồi, thì ông ha. Rồi và sau đó thì cái người quản gia này đưa Simeon đến cùng anh em. Thì chúng ta biết Simeon là người ở lại coi như là để làm gì, làm cọc có phải không, thế chân đại khái gì đó, là cho đó. Thành ra bây giờ là Simeon đến nha, đến cùng với anh em. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái đoạn cuối của cái chương 45 này để chúng ta thấy là bây giờ là nó sẽ đi đến đâu nha. Rồi. Để con đọc luôn ạ. Rồi mời con nha. Quản gia đưa các anh em vào nhà Joseph, đem nước cho họ rửa chân và đem cỏ cho lừa ăn. Các em sắp xếp tặng phẩm chờ đợi trưa Joseph về, vì được nghe sẽ phải ăn trưa tại đây. Khi Joseph về đến nhà, anh em dâng cho ông các tặng phẩm họ đã đem đến, rồi sấp mình xuống đất trước mặt ông. Joseph chào hỏi họ và tiếp: vị cha già các ngươi từng nói đến có mạnh giỏi không? Cụ còn sống không? Họ đáp: kẻ tôi tớ Chúa là cha chúng tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh. Họ lại cúi đầu sấp mình xuống đất. Ngước mắt nhìn, Joseph thấy Benjamin em ruột mình, con của mẹ mình, liền hỏi: đó có phải là người em út mà các ngươi đã nói không? Ông tiếp: con ơi, cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho con. Khi thấy em mình, Joseph rất cảm động nên vội vã bước ra ngoài tìm chỗ để khóc. Ông vào phòng riêng để khóc. Sau khi rửa mặt, Joseph bước ra tự nhủ, tự chủ được và ra lệnh: dọn ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng, còn các anh em cũng ăn riêng, và người Ai Cập thường ăn với Joseph cũng ăn riêng nữa. Vì người Ai Cập ghê tởm người Do Thái nên không thể nào ăn chung được. Các anh em được xếp ngồi trước mặt Joseph theo thứ tự tuổi tác từ anh cả đến em út. Họ ngạc nhiên nhìn nhau khi dọn các món. Khi dọn các món ăn bày trước mặt mình cho các anh em, Joseph cho Benjamin nhiều gấp 5 lần
của các người khác. Vậy họ tiệc tùng ăn uống vui vẻ với Joseph ạ. Rồi, tôi cảm ơn con. Đó, thì chúng ta thấy cái phần kế tiếp là trước khi chúng ta nhớ là cái tục của người bên bên Trung Đông ha, thì trước khi mà ăn đó thì là những người khác sẽ được rửa chân, phải không? Thành ra ở đây đó là mình thấy cũng rất là gọi là họ đối đãi với lại các anh em của Joseph cũng rất là tốt, hầu hỷ là đem nước để cho những người khác này. Bây giờ những người mà gọi là đói để mà rồi phải đi xuống để xin mua lúa thì bây giờ trở thành người khách. Các anh chị em, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy những cái ơn lạ lùng mà Chúa làm, bất kể nha, mình nói bất kể những cái điều chúng ta đã phạm ở trong quá khứ, Chúa vẫn ban ơn cho chúng ta. Như là Chúa ban ơn cho các anh của Joseph ở đây, phải không? Tại vì họ đến với một cái thế như là một cái người phải đi ăn xin, phải đi chứ không thì đói. Nhưng mà bây giờ họ lại được đối đãi như là những người khách rất là đặc biệt, được được rửa chân, rồi là đang có cái bữa tiệc rất là ngon đang bày ra trước mặt họ. Thì coi như là khi mà Joseph chắc là xong việc quan rồi ha, thì về bên nhà thì các anh em là đưa ra cái tặng phẩm mà cha của họ đã sắp xếp đó, rồi và họ đến đều sấp mình xuống đất trước mặt ông. Thì cái này có phải là ứng nghiệp phải không? Dạ, cảm ơn Cúc. Dạ, mình rất là cần mọi người nói những cái từ vậy, tại vì nhiều khi không có nói dạ từ Việt Nam, nhiều khi không nói lâu đó cái là quên. Ứng nghiệp những cái giấc mơ mà Joseph đã có 20 năm trước. Hai anh chị em nhìn, 20 năm trước, chứ không phải là giấc mơ nào nó thành liền đâu. Nhưng mà đây chúng ta thấy là sau 20 năm thì cái giấc mơ của Joseph đã thành, là các anh em sấp mình trước mặt Joseph. Và Joseph chào hỏi rồi lại còn hỏi thăm là cha già của các bạn đã từng nói đến thì có khỏe không, cụ còn sống không? Thì mấy người này đáp là dạ, thì cũng còn sống, ông còn sống và mạnh khỏe. Cô Hàm Chiến rất là cảm động ha. Thì là ngước mắt nhìn Joseph thấy Benjamin, em ruột mình, con của mẹ mình, liền hỏi, đó có phải là người em út mà các ngươi đã nói không? Thì là bây giờ đúng là có một lúc mà Joseph bỏ cái áo quan để trở lại với lại cái con người của mình, với những cái mối liên hệ mà ông đã không có được trong bao nhiêu năm nay, phải không? Ông một mình một thân ở một cái xứ lạ đó. Thành ra ông mới nói là con ơi, cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho con. Thì ông cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho Benjamin, và sau đó thì ông cảm động quá đến nỗi mà ông phải vội vã chạy ra ngoài tìm chỗ để khóc ha. Chúng ta thấy cái người ngày xưa đó, các anh chị em, chúng ta nhớ một người khác nữa, có thể không vì cảm động nhưng mà vì cái lòng hối hận ăn năn quá cũng đi ra ngoài tìm chỗ để khóc không? Chúng ta nhớ ai không? Führer, đúng không? Führer sau những cái lần mà chối Chúa, thì khi mà gà gáy 3 lần đó, thì ông giống như Thánh Linh của Chúa nhắc cho ông tới, đúng, con cứ nói thì hay lắm, nhưng mà con là người, chính là người chối Chúa. Thì ông cũng bỏ ra ngoài, bỏ cái đám đông ra ngoài để mà ông khóc ha. Nhưng mà khóc xong thì trở lại, phải không? Chứ không có gọi là không có luôn luôn ở trong cái chỗ khóc lóc đó. Thì đang chúng ta để ý cái đây là những cái điều mà nó xảy ra trong đời sống của tất cả chúng ta, cả người tin Chúa hay là người cũng mới biết Chúa hay gì vân vân,
Chúng ta đều có những cái lúc chúng ta khóc vì nhiều chuyện. Các anh chị em, đúng không? Ai không có cái lúc khóc? Chúa cũng có lúc khóc nữa. Mà Chúa khóc vì người, phải không? Nhưng mà sau khi khóc lóc xong thì chúng ta trong cái chuyện của Phi-e-rơ, chúng ta thấy Phi-e-rơ trở lại mạnh mẽ hơn. Thì ở đây cũng vậy, là khóc, Joseph ra ngoài, ông vào phòng riêng để khóc. Thì không biết bao nhiêu lâu ở trong đó, nhưng mà sau khi rửa mặt thì Joseph bước ra tự chủ được và ra lệnh: thôi dọn ăn đi. Thì chúng ta thấy nè, là Joseph đã được huấn luyện trong mấy chục năm để mà bây giờ ông trở thành một cái con người là gì, gọi là rất là trưởng thành, là cái người quan cai trị, và không có để cho những cái cảm xúc để mà gọi là ảnh hưởng nhiều đến cái công việc, cái vai trò của mình. Thành ra khi mà ông xong cái ông khóc vì cái nỗi niềm riêng, nhưng mà ông vẫn ra để mà rồi lại tiếp tục điều khiển mọi chuyện, phải không? Thì có thấy là ông nói là dọn ăn đi. Thì làm cái câu 32 thì chúng ta thấy như vậy á, là có tất cả ba mâm trong cái tiệc này, tuy là ngồi nhưng mà cũng ngồi ở đó chung với nhau, nhưng mà Joseph ăn riêng, các anh em cũng ăn riêng, và người Ai Cập thường ăn với Joseph cũng ăn riêng nữa. Vì cái có thể đó là một cái gọi là cái gọi là customary đó các anh chị em, nhưng cái phong tục á là những người đó không có ăn chung với nhau. Và giống như lúc nãy cô cũng nói, họ biết Joseph là người Do Thái, và người Do Thái thì không ăn chung với người Ai Cập, người Ai Cập không ăn chung với người Do Thái hồi xưa, phải không? Chúng ta thấy đây, thành ra mà chúng ta thấy là các anh em được xếp ngồi trước mặt Joseph theo thứ tự tuổi tác, từ anh cả đến em út, cái rồi họ ngạc nhiên nhìn nhau, ủa sao cái ông quan này biết ai là lớn nhất, rồi ai anh hai, anh ba, anh tư, anh năm mà xếp vậy ha? Mình không hiểu là những người họ rất là ngạc nhiên. Chúng ta thấy nè, họ ngạc nhiên nhìn nhau nhưng mà họ không giải thích được sao cái làm này. Nhưng mà giờ đó khi mà chúng ta nhìn cái hình ảnh này, 12 người ngồi ăn, chúng ta thấy hơi có phải giống cái bàn tiệc thánh không anh chị em, phải không? Chúa cũng ngồi với hai môn đồ đó, và cũng dùng cái bữa tiệc. Thì đây lại là một cái bữa gọi là cái tiệc thánh của thời cựu ước nè, là khi cả 12 chi phái của ra từ Israel ha, đều cùng ngồi cùng bàn và ăn ha. Và khi dọn các món ăn bày trước mặt mình cho các anh em, thì Joseph cho Benjamin nhiều gấp bao nhiêu? 5 lần luôn của các người khác. Có nhiều người nói có thể đây là một cái cách đó mà Joseph thử coi, là quan sát coi những cái người anh á, có ganh không, phải không? Hồi trước đó thì là họ vì ganh ghét mà họ bán cho, họ ghét Joseph, đầu tiên là ghét, phải không? Rồi sau họ âm mưu và làm hại Joseph. Thì bây giờ đó, Joseph muốn thử coi là khi mà mình để cho các anh, cho các anh chứng kiến cái cậu em út này nè được gấp 5 lần họ luôn, thì cái thái độ của họ như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy cái cuối cùng ở đây đó là nói là chắc mọi người chắc là rất là ngạc nhiên, rất là cảm động, rất là gọi là có những cái cảm xúc mà giống như họ không tưởng tượng được, là bắt đầu cái chương sách là gì, cái chương 43 là gì, nạn đói vẫn còn trầm trọng. Tới kết thúc của chương 43, họ tiệc tùng ăn uống vui vẻ, phải không? Chúng ta thấy cái sắp đặt của Chúa nó có những cái điều mà gọi là không có trong cái ý định của chúng ta, cũng giống như là những cái câu, cái lời cầu nguyện có thể là
Chúa không trả lời của chúng ta như là cái lời cầu nguyện là cho nạn đói chấm dứt vân vân, nó không xảy ra. Nhưng mà Chúa lại có những cái kế hoạch lớn hơn như thế nữa ha. Rồi bây giờ mình có một chút những cái mình tóm lại nguyên cái bài học ngày hôm nay mình, và rồi xong rồi mình mời các anh chị em mình có điều gì chúng ta học trong chương này chúng ta ghi nhận và chúng ta muốn phản ảnh thì chúng ta tự nhiên nha. Thì lúc nãy cũng giống như mình nói, cái sự ban ơn của Chúa đó nó lạ lùng, để có thể chúng ta bắt đầu từ lúc mà nạn đói đến cái yến tiệc vui vẻ. Cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có cả qua những cái lúc khó khăn, qua những cái lúc mà chúng ta than khóc vân vân, nhưng mà Chúa luôn luôn hứa rằng Chúa ban đầy dẫy những cái sự không phải chỉ là vật chất mà là sự vui mừng nữa các anh chị em. Thành ra yến tiệc là nói về gì? Với về sự vui vẻ, sự thành vượng, và sự hòa hợp với nhau, phải không? Thì chúng ta có yến tiệc thì đó là cái ân điển Chúa ban. Thành ra chúng ta, rồi cái thứ hai đó là những cái trong cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn có những cái việc bất ngờ. Cái điều đó thì ai trong chúng ta cũng biết, phải không? Và những cái việc bất ngờ đó nó hoàn toàn ra ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy tin rằng không có điều gì là bất ngờ với Chúa. Và chúng ta hãy tiếp tục trông cậy, dù rằng có những lúc chúng ta phải đối diện với những cái việc bất ngờ và chúng ta cũng không có cách nào giải quyết nha. Thành ra cái bài học của Jacob đầu tiên đó là mình thấy là bây giờ các anh em đi thì được ăn uống vui vẻ vậy, nhưng mà Jacob ở nhà đâu biết đâu ha, thấy cũng tội phải không? Một ông già ngồi ở nhà lo lắng 12 người con, không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà chúng ta thấy là ông vẫn tiếp tục, nghĩa là trông cậy là bây giờ nếu mà chuyện gì xảy ra thì ông cũng chấp nhận ha. Và cái thứ ba là chúng ta thấy cái sự điều khiển vừa việc nước tới những cái việc trong gia đình, trong cái mối quan hệ của Joseph, phải không? Rất là khôn ngoan và rất là trưởng thành. Với là những cái ân huệ mà Chúa ban cho ông đó, thì ông cũng đối với người khác như vậy. Đó là, và giống như là Kinh Thánh cũng hay nhắc nhở chúng ta đó, chúng ta nhận từ Chúa, Chúa không có điều kiện gì hết. Các con nhận không thì hãy cho không, cũng đừng có điều kiện gì hết. Đó là, và cái điều đó là Joseph coi như là đã đối xử với các anh giống như là Chúa đối xử với chúng ta vậy đó. Và chúng ta một cái nữa, chúng ta nhớ được trong cái câu chuyện là Chúa luôn muốn được ngồi với con người và có cái mối quan hệ với con người nha. Và cái bài học cuối cùng mà mình cũng muốn mình học được, muốn chia sẻ với các anh chị em là chúng ta sẽ tiếp tục bị thử thách nếu chúng ta không học được bài học cũ. Tại vì sao? Tại vì Chúa muốn cho chúng ta mỗi ngày chúng ta lên lớp. Nếu mà chúng ta chưa pass, chưa có qua được cái bài thi lớp 5 thì chúng ta chưa lên lớp 6 được. Vì tất cả những cái đó, những cái bài học đó nó đều sẽ có ích lợi và dạy dỗ chúng ta để mà trong người chúng ta được trưởng thành hơn và cái hình ảnh chúng ta phản ảnh được Chúa tốt hơn. Thì cái đó là cái mục đích mà Chúa cho những bài học thôi các anh chị em. Chứ Chúa không cho bài học là để hành hạ chúng ta, hay là để cho nhìn thấy chúng ta bị fail, là bị rớt. Nhưng Chúa cho bài học là để thấy, để vì Chúa muốn thấy các con của Chúa được lớn lên trong ân điển cũng như trong sự hiểu biết về Chúa. Ok, rồi bây giờ coi như là mình xong cái phần của mình rồi. Mình xin
mời các anh chị em mình mở chia sẻ những cái gì chúng ta học được ngày hôm nay, hay là giải làm nếu chúng ta có câu hỏi gì nhé. Anh chị em mình ở đây có gì không? Cúc khi đọc lại nguyên cái chương chương 43 này. Thì cái chương này thì ngay cái chỗ mà trong 30 á, chỗ mà ông Joseph cũng gặp lại Benjamin rồi cũng cảm động hơn, cũng khác đó. Mình cũng theo cái dòng suy nghĩ mình cũng khác là mình giống như là con người mình làm sao mà cũng như là hòa với lại ông Joseph mà cảm nhận được cái dòng nước mắt của ông lúc này. Là qua 30 năm ổng rời gia đình, ổng đi tới một xứ người Chúa cho ổng, ổng khóc vì có thể là ổng cảm nhận được cái sự thương xót của Chúa đối với ổng, để những cái gì ổng trải qua trong giấc mơ, rồi những việc ổng làm khi mà ổng đi qua xứ người, rồi ổng xúc động là ổng thấy anh em, được gặp lại anh em ổng trong cái hoàn cảnh mà đáng lẽ ổng là người là phải, cũng như là ổng đã trên tất cả rồi, ổng quyền hành quá trời rồi, mà bây giờ ổng khóc. Mình không có cảm nhận được cái lòng của mình đối với ông Joseph, tức là mình chưa tới đạt được cái mức cảm động đó, mình chưa có chịu đựng được như ông Joseph đó, mà mình thấy là ổng xử sự quá là tuyệt vời đối với anh của ổng, cũng như không có một lời trách móc gì, cứ anh thầm chịu đựng những cái giai đoạn này đó. Mình thấy ổng giống như Chúa Giêsu chịu đựng chúng ta vậy, giống như Đức Chúa Trời chịu đựng chúng ta vậy. Đức Chúa Trời bày ra mọi cái điều tốt đẹp cho chúng ta, mà chúng ta cứ nghi ngờ, chúng ta cứ sợ, chúng ta cứ tránh né tránh rồi đến nỗi Chúa phải là đổ mắt vì chúng ta. Chúa rất buồn khi mà chúng ta cứ ngơ, chúng ta không có sự xúc động gì khi mà Chúa đã cho chúng ta tất cả, bày cho chúng ta tất cả. Cái cảm động của Chúa là khi đọc chúng ta. Amen. Dạ. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cái sự chia sẻ của Cúc. Dạ. Đúng là nếu mà chúng ta phải thực sự thấy mình ở trong cái câu chuyện đó, thấy mình là Joseph, thì chúng ta mới cảm thấy được cái dòng nước mắt của Joseph là như thế nào, phải không? Dạ. Tạ ơn Chúa. Dạ. Và mình cũng rất là thích cái mà Cúc nói lúc nãy, là sao? Là Chúa đã ban rất là nhiều ơn phước cho chúng ta, mà khi mà chúng ta đối diện với những cái điều mà mình cứ hay nghĩ mình không xứng đáng, phải không Cúc? Là cái là mình sợ ha, mình lại nghi ngờ là ủa không biết là có chuyện gì đây, mà những cái sợ đó nó nhiều khi nó làm mất đi những cái niềm vui mà Chúa luôn luôn sẵn sàng ban cho chúng ta. Mình rất là cảm ơn già Cúc nha. Rồi anh chị em của mình ở Việt Nam, nên là bác Thanh chắc là đang ở trên xe phải không ạ? À? Thấy bác Thanh còn đang bị có đeo mask rồi này kia nữa. Ừ, Thu Hoài ơi, con có điều gì con chia sẻ không? Con chào ba, con chào cô và các anh chị ạ. Trong bài học này thì con cũng lắng nghe mọi người chia sẻ, chắc là con chỉ có một ý nhỏ thôi ạ. Con xem vào cái bài học cuối cùng của cô về phần ý thứ 5 ấy, là chúng ta sẽ tiếp tục bị thử thách nếu chúng ta không học được bài học cũ ạ. Thì con nhớ một lần nào đó mục sư Trường thì phải có nói rằng cái thử thách cũng như là cái bài kiểm tra của mình, đôi khi mà Chúa hỏi chúng ta, Chúa muốn test chúng ta, muốn kiểm tra chúng ta, không phải là Chúa muốn thách thức hay là muốn điều gì cả, mà đó
cái bài kiểm tra đó, khi mà mình làm bài kiểm tra là cái lúc mà bản thân của mình phải suy nghĩ nhiều hơn, phải vận dụng nhiều hơn, và tất cả những cái thứ tốt đẹp của mình, những cái thứ quý giá nhất của mình thì sẽ được phơi bày ra. Thì con nghĩ là cái phần bài học thứ năm mà cô chia sẻ cũng khá giống cái về cái điều mà con học được như thế. Và lúc nãy thì con có nghe cô Cúc hay là cô Châu đúng không hả cô? Thì cô có liên tưởng đến hình ảnh của Chúa Giêsu ấy ạ. Thì con tự nhiên con lại có hình dung đến hôm trước con có nói chuyện với một anh ở trong nhà thờ, và thông qua cái sự chia sẻ của anh thì con với nhìn nhận rất là rõ cái những cái hành động của Chúa Giêsu cũng khá giống với bài học này. Đôi khi mà có những điều mà anh ấy nói, hoặc là có những điều mà Chúa biết nhưng Chúa không nói ra, hoặc là Chúa không làm, không phải vì Chúa nhu nhược hay là Chúa quá hiền lành hay như thế nào đó, mà vì Chúa có một cái nhìn xa hơn, một cái nhìn sâu sắc hơn mà chúng ta không thể nhìn thấy ạ. Thì con muốn chia sẻ đến như thế thôi ạ. Rồi, cảm ơn Thu Hoài. Đúng đó đó con. Thì tất cả chúng ta đều là góp phần vào giống như là để cho một cái bài học của mình nó sẽ còn đọng lại cái gì ở trong chúng ta, phải không? Đó là làm gì vậy? Thì mình thấy mình cũng tạ ơn Chúa là mọi người có chúng ta lại được ngồi cùng nhau, ngồi cùng bàn. Mình tối hôm qua thực sự đó là mình đã suy nghĩ tới cái ngày sao mà được ngồi cùng bàn với các anh chị em ở Việt Nam đó. Và mình cũng đang rất là cầu xin tha thiết điều đó, khi mà trong ơn của Chúa, trong thời gian của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ được ngồi cùng bàn với nhau nha. Không biết là còn anh chị em nào hay là Thảo hay là nhà Liên hay Thú Hằng có điều gì không Diễm nữa? Cho phép con hỏi một câu Rồi là con tự con thắc nhiên. mắc là ví dụ như ông Joseph trong ông vẫn còn rất là nhiều tình cảm với gia đình cũng như là với người em trai chẳng hạn, thì ông đấy ở xa xứ đã 20 đến 30 năm rồi thì sao ông đấy không từng quay trở lại với cha, hay là có thể với cương vị trên một cương vị là một tể tướng thì ông có thể quay trở về về xứ để có thể có một chút gì đó để kiểu vẫn hồi hương với quê nhà, nếu mà không có cái, con nghĩ là cũng là cái sự sắp đặt của Chúa, nhưng mà con vẫn muốn hiểu sâu hơn về cái đoạn đấy. Thì đúng là nhiều khi chúng ta thấy một cái chuyện đó, chúng ta cũng hay suy nghĩ là ủa sao người này không làm này cả, ủa sao cái người kia tại sao không ai vậy. Mà bây giờ nếu mà chúng ta ôn lại đó các anh chị em, thì chúng ta thấy đó, thực sự đó Joseph cũng chưa có ở trên cái ngai lâu đâu, mà đã mà bao nhiêu năm trong cái cuộc đời của ông là ông đã trải qua là toàn là những cái khốn khó, phải không? Rồi sau đó đó là ông mới mới được lên lên ngôi thì lại phải sắp xếp làm sao. Chúng ta đọc, chúng ta nhớ là Joseph đi khắp mọi khắp các nước, ăn khắp vùng của đất nước Ai Cập, rồi là mua lúa, rồi dự trữ, rồi lo để mà sắp xếp, rồi tới nạn đói. Phải không? Chúng ta thấy cả một cái cuộc đời của ông á là giống như chưa có cái lúc nào là cho riêng ông để mà cái thời gian mà ngồi để mà nghĩ lại đó các bạn. Thường thường đó mình chia sẻ điều này là cái điều cá nhân, nhưng mà mình nghĩ cũng rất là đúng với các anh chị em ở đây. Khi mà mình qua bên Mỹ đó các bạn biết không sao, nhiều khi đó phải tới cả 20 30 năm, khi mà dù sao mọi chuyện bên này thí dụ là việc của gia đình của mình, thí dụ giờ mình qua rồi mình có con, mình phải lo cho con, phải là kia, thì khi mà các con lớn lớn rồi, cái việc đó của những cái việc, cái bổn phận trước mắt nó tương đối nó xong rồi thì chúng ta mới có cái thì giờ và tâm trí để nhìn lại. Và cái đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay rất là nhiều người cỡ cái tuổi mình đó, là bây giờ chúng ta coi như là dù sao bên này nó có ổn định, thành ra mình lại nhớ
và rất là muốn về Việt Nam là như vậy đó các anh chị, các bạn. Đó là cái nếu mà chúng ta quá vì luôn luôn chúng ta có những cái bổn phận trong cái môi trường mới của mình ở. Joseph cũng vậy thôi, phải không? Ông luôn luôn bị quanh quẩn bởi rất là nhiều bận rộn, rất là nhiều trọng trách mà vua giao cho ông. Thì là ông chứ có thể ông chưa kịp nghĩ đến cái chuyện đó thì Chúa đã nghĩ cho ông rồi. Và Chúa nghĩ một cách hay hơn là ông không phải cần trở về, nhưng những người đó phải tìm đến ông và phải phục ông. Dạ. Phải cúi mình trước ông giống như là giấc mộng mà Chúa đã cho ông. Dạ. Nghe cô chia sẻ con cũng thấy là cũng là một bài học dành cho con. Ví dụ như là mình có thể là mình không nên phán xét một người nào đó ở tại một thời điểm nào. Có thể là cái hoàn cảnh đó của họ thì cũng có một số vấn đề gì đó xảy ra, nhưng mà nếu mà lòng ngay cả chính bản thân mình mà luôn hướng về một điều tốt đẹp hay là hướng về một điều gì đó ấp ủ trong lòng thì rồi mình cũng sẽ thực hiện cái điều đó thôi. Amen. Chính xác. Cô. Ừ, chính xác đó con. Dạ. Yeah. Tại vì Joseph thì cũng như là những con người giống như chúng ta thôi, và đôi khi nhiều khi có thể Joseph cũng nói là bây giờ không biết mình về đó để được cái gì. Những cái người đó nếu mà họ vẫn còn giữ cái lòng mà gọi là ghét mình những ngày xưa thì sẽ không có đưa đến cái sự hòa giải được. Có nghe phải không? À. Joseph không có muốn gọi là làm họ cứ là choáng ngợp với lại cái quyền năng của ông, nhưng họ sẽ phải phục ông vì cái đức hạnh của ông, vì cái cách đối xử của ông. Amen. Amen. À, rồi, đó, bây giờ cũng trễ rồi, bây giờ là cũng 11 rưỡi ở Việt Nam rồi phải không? Thương rất là thương mọi người. Bây giờ xin nhờ Cúc cầu nguyện để chúng ta gửi các bạn ở Việt Nam vào giấc ngủ và chúng ta tiếp tục chương trình thờ phượng ở đây. Dạ. Xin chúng ta cùng hiệp ý nha. Dạ. Nếu là Chúa là Chúa Trời là Cha yêu quý của chúng ta. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì sáng hôm nay cũng như buổi tối ở Việt Nam, các bạn cũng như các ông bà anh chị em của chúng con ở đây đã cùng nhau học Kinh Thánh, lời của Chúa hướng dẫn chúng con, và qua sự hướng dẫn của cô Hạnh thì chúng con học hỏi thêm được nhiều điều, rút kinh nghiệm thêm cho mỗi cá nhân chúng con qua bài học về cách giải quyết của Joseph đối với gia đình của ông. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa đã cho các anh chị em chúng con ở bên Việt Nam vẫn trung tín với lời của Ngài mỗi tuần để bầu bổ linh năng của mình. Cũng như ở Hoa Kỳ, Chúa cũng đã đưa thêm cô Tuyết cũng như chú Hòa và cô La cùng trung tín trong học lời Chúa mỗi buổi sáng chủ nhật. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa tiếp tục ở cùng sức khỏe cũng như sự bình an, thỏa lòng của tất cả chúng con để chúng con tiếp tục một ngày mới tốt lành trong ơn phước của Chúa. Xin Chúa cũng luôn soi dẫn đời sống của cô Hạnh để chúng con học tập được nhiều nơi cô. Con cảm ơn Chúa và xin Chúa cũng ở cùng tất cả chúng con trong buổi lễ tiếp theo. Qua là dạy của một sư trưởng, con cảm tạ anh cha, xin chúc các anh chị ngủ ngon và ông bà anh chị em chúng con được bình an khỏe lành. Con cảm tạ anh cha một lần nữa, con cúi đầu thành kính cho anh cha đã như điều nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.